Hi, welcome back to my channel Start Scale Go. Và mình sẽ vào từ game đầu tiên. Let's go. Slender The Cellar. Ok. Let's go. Ba quyển sách rồi và chỉ còn 5 quyển sách nữa thôi là các bạn sẽ thoát khỏi đây này. Đi sâu bên trong. Các bạn like, share, subscribe hộ cho mình nha. Thank you so much. Quyển sách thứ tư. Tiến sâu vào trong nào. Ok, let's go. Vào từng căn phòng một. Có những căn phòng thì bị khóa. Sẽ phải dùng những chiếc chìa khóa để các bạn có thể mở ra được. The second one. Ok. Quyển sách thứ sáu. Khi đủ 8 quyển sách thì các bạn sẽ về vị trí ban đầu. Và đó thì các bạn sẽ ấn vào cánh cửa. Khi đó thì cánh cửa sẽ mở ra. Và các bạn sẽ thoát khỏi đây. Quyển sách thứ 7. Ok, và mình sẽ sang từ cái tiếp theo. Poppy Movie. My name is Leigh Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware,
While we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. What made you want to work at the Playtime Co. Factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great
able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience? It's a pretty great feeling, too. Sometimes, though, I really, really wish I could go back to being a kid. And it's weird, because adults aren't just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. The body just gets older, older, and then you die. Human bodies just can't stay young forever. There's things, though. Like some trees that can stay alive even while being way older than a person. The oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something. Right? All right, I think we're getting a little off track. OK, vamos iniciar a edição aqui do show. Thank you.
Okay, Father, get the show. Thank you.
OK, và mình sẽ chuyển sang the game tiếp theo. Lấy câu. Let's go, okay. Wow, tiếp tục quá. Khá là cool không? Đây là một chiếc đèn pin. May sao nó lại dọi vào để mình nhìn thấy. Ok. Và đây là một nơi mà đã bỏ hoang khá lâu rồi. Bên trong này có gì không? Đây là lẩn trốn đây. Đến cửa tiếp theo. Khá là tối tăm. Không có cái gì đáng ở đây. Một quyển sách. Và tiếp tục các bạn sẽ đi những con đường, những cánh cửa mà các bạn có thể đoán. Có tiếng như kiểu...
cô gái vừa mới nói ra. Wow. Cái này tự chuyển động này, khá là kỳ dị. Và hiện tại thì khi nhìn cái đó, mình đã cảm giác có nổi da gà. Rất sợ luôn. Một chiếc máy tính. Làm gì đây? Cần phải có một chiếc chìa khóa. Tiếp tục tìm sâu vào trong. Let's go. Open the door. Cái này bị khóa rồi. Tiếng chuông điện thoại. Tức là các bạn sẽ phải tìm một chiếc chìa khóa để mở cái đó rồi. Nghe xem tiếng chuông điện thoại là có gì. Rất dài luôn. Cái vật định mở cánh cửa ra. Gương này cũng không phản chiếu được, không nhìn gì. Mình đang định xem khuôn mặt mình như thế nào. Tiếp tục các bạn sẽ đi sâu bên trong. Và càng về sau sẽ càng có những tiếng kinh dị xuất hiện ở trong này các bạn nhé. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang the game tiếp theo. Ha ha ha!
believe he found me. Trong tập game này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả 8 quyển sách ở trong đây nào. Đây như kiểu là một mê cung. Và trong đây thì sẽ có những con quái thú. Đó là một đứa chạy vào Mochi, Blandi và Slenderia. Trong này có 3. Và cho nên tất cả các bạn sẽ phải cẩn thận khi mà gặp ba đó trong này. Và có thể đang gặp chuẩn bị gặp ba của Blandi. Oh my god. Okay. Các bạn sẽ tiếp tục đi thu thập tất cả 7 quyển sách, 80 sách trong đây. Và khi đủ 80 sách thì các bạn sẽ quay về vị trí ban đầu, có một cánh cửa exit. Các bạn sẽ ấn vào đó và lúc đó thì các bạn sẽ hoàn thành tựa này và thoát khỏi một mê cung. Đây là một mê cung khá là rộng. Và đây là bản đồ mê cung đó. Ok. Bây giờ mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Let's go. Dear Right.
Ok, và tiếp tục tựa game tiếp theo. No rest. Các bạn like, share, subscribe hội cho mình nha. Thank you so much. Let go. Thank you.
Okay, Vaad, get the child Roblox. Let go. Baby. Oh my god, các bạn sẽ nhảy vạch trắng và cố gắng đừng chạm vào vạch vàng. Oh my god, ok. Và mình sẽ chuyển sang game tiếp theo, Fallout Effort Heavy Fall. Trong tựa game này thì các bạn sẽ phải vào từng căn phòng một, sau đó thì sẽ đóng cửa và đèn flash lên. Khi đóng cửa thì sẽ tạo tiếng động và lúc đó các bạn bật đèn flash thì lúc đó thì những con quái vật đó sẽ chạy đi và sẽ không làm gì các bạn được. Đó. Còn nếu mà các bạn mà bật đèn flash luôn mà các bạn chưa có tiếng động đóng cửa hay gì cả thì đôi lúc ví dụ con gấu nó sẽ đứng gần vào cánh cửa đó và các bạn sẽ bị nó tiêu diệt ngay. Cho nên các bạn sẽ luôn luôn khi vào ấn vào một cánh cửa đó thì các bạn sẽ phải đóng cửa để tạo tiếng động. Sau đó thì sẽ bật đèn flash, ok. Cứ đóng cửa tạo tiếng động và bật đèn flash lên. Và các bạn hãy tiếp tục sang cánh cửa số 1, số 2, số 3. Và thỉnh thoảng các bạn sẽ phải kiểm tra trên chiếc giường này có những con gấu nào trong đó không. Nếu mà có thì các bạn sẽ phải tìm cách để thoát. Còn nếu không có thì các bạn sẽ tiếp tục coi ba cánh cửa đó tiếp, ok.
OK, và mình sẽ chuyển sang the game tiếp theo. Let's go. OK, và bây giờ mình sẽ chuyển sang tiếp theo. The Children of Slenderia, let's go. Trong tựa game này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm chìa khóa màu vàng. Và khi đủ những chìa khóa màu vàng đó, các bạn sẽ ghép vào. Vào đó thì các bạn sẽ mở được chiếc két sắt ở đây ra. Trong chiếc két sắt đó thì sẽ có một quyển sách. Và quyển sách đó để làm gì? Đó là để các bạn sẽ phải lên tầng 2 và sau đó thì sẽ tiêu diệt những con ma ở trong ngôi nhà này. Đó như kiểu giải lời nguyền, giải lời nguyền của ngôi nhà bị ma ám. OK, các bạn sẽ phải vào từ căn phòng 1 tìm kiếm những món đồ hay cũng như tìm kiếm những chiếc chìa khóa. Và thấy chiếc chìa khóa đang đơn rồi. Sẽ vào từng căn phòng một, từng cánh cửa một, tìm kiếm những mẩu chìa khóa rồi rốt ở những nơi này. Vừa nhìn thấy cái gì nhỉ? Không gì. Và sau đó khi đủ chiếc chìa khóa màu vàng đó thì các bạn sẽ xuống dưới và lấy quyển sách và hoàn thành được con này. OK, lấy câu. Sẽ tìm kiếm. OK, rồi và bây giờ mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Labyrinth Kyan. Let's go.
Okay, Vam, he said something to tell the ghost. Let go. Ủa, mỗi lần nhìn là các bạn phải nhìn qua chiếc máy ảnh thì các bạn nhìn nó mới rõ được. Đó, vẫn đi như thế này. Đứng đây nào. Các bạn sẽ phải đi và tìm kiếm tất cả những món đồ. Và sau đó thì sẽ tìm cách tẩu thoát khỏi ngôi nhà này. Tìm cách nhá. Các bạn sẽ phải đi tìm. Trong đây như cả là một ngôi trường. Và ngôi trường này thì rất là tối tăm và có nhiều tiếng động, cho nên các bạn động lại, cho nên các bạn sẽ phải cẩn thận khi mà đến từng cánh cửa của trường học. Các bạn sẽ phải kiểm tra xem đây có gì không, những tàn thuốc được vứt bừa bãi ở đây, đó là kinh dị luôn. Chả biết làm sao mình không ấn ngồi mà nó cứ bị ngồi mình, ảo thật đó. Và các bạn sẽ phải vào từ căn phòng một để kiểm tra tìm kiếm, hay cũng như là bẻ khóa từ game này. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang từ game tiếp theo. Let's go. Trong tựa game này thì các bạn sẽ phải đi đến từng cánh cửa một. Ở đây thì đang bị khóa và các bạn sẽ lấy chiếc chìa khóa ở đây ra. Ok. Và sau đó thì sẽ lấy collect và mở cửa. Let's go. Use. Đó, vào từng cánh cửa một. Và các bạn sẽ tìm kiếm những món đồ mà các bạn cần thiết để sử dụng trong nơi này. Trong đây thì khá là tối tăm và các bạn sẽ phải đi tìm ở trên đèn pin và đi tìm những chiếc chìa khóa để dần dần các bạn sẽ bẻ khóa và mở từng cái cửa đây. Ở đây khá là tối nhá. Và đây có một cái ánh điện rất là nhỏ nhoi. Không biết là gì. À, nến. Cái này là không dùng... chiếc khóa này à, đây là chiếc búa này. Connect. Tức là cái này các bạn sẽ không dùng đánh bi mà là dùng một chiếc búa. Ok. Một tiếng cười khá là kinh dị của những đứa trẻ. Cánh cửa này thì không biết có mở ra hay không. Không biết thế nào đây. Cánh cửa này tự nhiên đóng này.
Home murder. Các bạn phải đi tìm chiếc chìa khóa để mở cửa ra. Và các bạn sẽ quay lại để tìm chiếc chìa khóa đó để mở ra nha. Ok.